Chào các bạn nhá, lâu lắm mới lại ra video cho các bạn xem này. Hôm nay nhân tiện có đứa bạn nhờ mình sửa hai cái điện thoại này ha. Một cái thì bị lỗi màn hình, kèm với là mất nguồn. Đấy, cái này cho các bạn xem này. Còn điện thoại BlackBerry Z10 ha. Con này hiện tại đang bị mất nguồn và cái chỗ phần này bị lỗi cảm ứng này. Đấy. Đây, bên trong của nó có nhiều đây ha. Với có một cái cục pin nữa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ sửa cái máy này ha. Nó bị lỗi mất nguồn này. Rồi bị lỗi màn hình nữa. Đấy, ở đây thì mình có hai cái, nó đưa cho mình hai cái các bạn này. Đấy, thì để mình sửa cái này, nếu mà không sửa được thì mình sẽ sang qua sang lại ha. Hai cái này cho nó thành một cái. Đấy. Để cho cái bản nó sử dụng ha. Đây thì mời các bạn cùng đón xem coi mình có sửa thành công hai cái điện thoại này thành một cái điện thoại để sử dụng nha. Tại cái này hiện tại nó đang bị mất nguồn này. Đấy. Màn hình thì bị bể rồi. Còn cái này thì mình thấy màn hình nó vẫn còn khá đẹp ha. Đấy. Đây, cái main của nó đây, mình mới tháo ra các bạn này. Đây là cái main của nó ha. Lát nữa mình đo rồi mình sẽ cho các bạn xem cái thông số của nó. Để mà khi nào mà các bạn có một cái máy như này ha, nó mà lỡ có bị lỗi thì các bạn xem cái video này thì các bạn có thể là sửa được cái lỗi đó. Đây, hiện tại là cái main này thì đang còn sống này. Mình tháo từ cái man này ra ha. Cái man này nó bị lỗi mất rồi. Đấy, nhưng mà cái main này đang sống. Còn cái này thì cái main nó bị lỗi. Cái main nó bị lỗi nguồn. Nhưng mà cái man của nó thì cũng đang sống. Man sống nhưng mà cảm ứng lại hư rồi. Đấy, thì mình cũng sang qua sang lại ha. Nhưng mà để mình kiểm tra coi cái main này nó bị lỗi gì để sửa, xem có sửa được không ha. Đây, mời các bạn đón xem nha. Để mình tháo cái này ra này. Đây, cái dòng BlackBerry Z10 nó thiết kế khá là sang chảnh ha. Đấy, nhìn cũng rất là sang trọng. Thiết kế khá là cầu kỳ đấy. Đây, bên trong là cái main của nó các bạn này. Cái main của con BlackBerry Z10 ha. Đấy, nhìn thiết kế khá là đẹp. Đấy. Con này giờ đang lỗi trên main. Không biết màn hình nó còn sống không. Để mình thử cắm vào cái màn hình kia mình test thử xem. Ôi, cái này nó bị đứt luôn cái dây của cái cục rung rồi các bạn này. Đấy. Này bị lỗi rồi ha. Cái main này đang bị lỗi này. Chưa cần kiểm tra mà chỉ cần nhìn ngoại quan đã thấy là cái main nó đang bị lỗi đấy. Xem coi có fit được không này. Hay là cái dây màn hình nó không có bị lỗi. Cái main này nhìn khá là cũ các bạn ạ. Cái dòng BlackBerry Z10 này nó ra cũng khá lâu rồi, cho nên là nó cũ mà nó Z như thế này thì khả năng sống còn rất là ít ha. Có khi nó đang vào nước đó. Để đo xem được xem sao. Đây. Đo với so sánh với cái main này này, cái main này đang sống. Đấy, còn cái main này đang bị lỗi ha. Cho bạn xem này, đấy cái main của nó này. Đấy, nhìn cũng khá là phức tạp đấy. Linh kiện khá là chi chít ha. Để đo thử xem sao. Lâu lắm rồi không ra video nên là cái lượng tương tác trên kênh của mình các bạn nó cũng ít dần ha. Đấy, và hầu như là chỉ có một số cái người bạn quen á, thì họ còn tương tác, chứ còn những người bạn mà từng ủng hộ trước đây thì họ đã đi xa các bạn ạ. Họ đã qua các kênh khác để xem này. Cho nên là các bạn nếu mà thấy được cái video này của mình thì cũng xin là xem và đăng ký ủng hộ kênh. Đấy, bấm chuông để cập nhật những cái video mới nhất ha. Cái trên kênh của mình chủ yếu là sáng chế độ thôi, chứ còn sửa chữa những cái thứ này thì ít lắm. Hôm nay luôn tiện là có cái máy này thì mình cũng sửa chữa luôn để tăng cái lượng tương tác của kênh các bạn. Chứ lâu lắm nó không làm video thì cái lượng tương tác của kênh nó bị giảm sút rõ rệt luôn. Đấy, thì nhìn hôm nay mình sẽ sửa cái này. Rồi những cái video sau thì mình sẽ sáng chế thêm một cái số đồ cho các bạn xem ha. Đấy, mời các bạn bấm chuông để có thể xem được những cái video đó. Đây, để đo thử xem cái main này hiện tại đang bị lỗi gì. Đây, sát cho các bạn xem này. Ở đây mình có hai cái main các bạn ạ. Một cái main thì đang sống nhưng mà nó bị lỗi, hình như là đang bị lỗi sim này. Đấy. Còn cái main này thì bên cái người bạn nó bảo là nó đã chết rồi, nó không có lên nguồn nữa. Mình đo xem nó bị lỗi gì, coi có fit được không. Hy vọng là fit được ha. Rồi, con này mình đo thì mình thấy là cái đường vào pin á, nó đang bị lỗi các bạn này.
không biết là nó lỗi ở trên một số con nào ha, một số con linh kiện nào đó. Chứ cái đường mà pin của này thì đang bị lỗi, đang bị chập này, chắc là chập một con IC nguồn nào đó thôi, chứ mấy cái linh kiện mà như tổ điện hoặc là một số con diode này ít chập lắm các bạn ạ. Hiếm khi mình thấy những cái dòng mà đa số những cái dòng điện thoại mà chập thì nó chỉ có chập IC nguồn thôi. Đấy, con này tháo thì cũng cần phải có máy kho à. Thì cái video này thì mình chủ yếu là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà sang qua sang lại cái main ha, chứ còn là cái sửa chữa chi tiết á thì mình sẽ không đề cập ở trong cái video này, thì thời lượng của cái video nó khá là dài, cho nên là mình chỉ cho các bạn xem cái thành quả thôi, thành quả sau khi mình fix xong cái lỗi từ cái bo này ha. Rồi, cái bo này lỗi chết luôn này. Sau khi mà mình kiểm tra thì mình sẽ nghĩ là có một con IC đang chết, chứ mình thấy linh kiện trên này nó chết hết các bạn ạ, chắc là vào nước rồi. Để lát nữa mình lấy kho mình kho xem sao còn mấy con IC còn sống không à. Và bây giờ mình sẽ sang qua cái màn kia để cho các bạn xem này, coi nó có lên hay không ha. Đây, cái màn này đang còn khá đẹp nhưng mà nó bị bể cái cảm ứng. Để mình sang qua đây thử xem có nó lên không à. Cho các bạn xem này. Lắp lại cũng khá kỳ công, cái con BlackBerry Z10 này nó thiết kế khá là ấy, khá là sát à. Đấy, mọi chi tiết ngóc ngách đều rất là sát, rất là kỹ luôn. Cho nên là mình lắp lại cũng khá là kỳ công các bạn. Để test thử xem sao cái nó lên hay không. Coi cái mình coi cái màn hình này còn sống hay không này. Chứ cái main này thì đang sống mà bị lỗi sim. Còn cái main kia thì nãy kiểm tra nó bị chết luôn các bạn ạ. Hy vọng là sống ha. Hy vọng là cái màn hình này sống thì có thể là sang từ cái máy kia để lấy cái màn hình cảm ứng này lắp cho cái máy này. Đấy, thành một cái máy khá là ngon. Để thử xem test cái pin xem. Đây có hai pin pin không biết còn không. Test cho các bạn xem này, cái dòng này nó lên kiểu sao ha. Chứ con này cũng khá là ấy rồi. Con này cũng khá là cổ rồi các bạn. Rồi nó chưa lên ta. Có lẽ pin hết rồi. Ôi, không thấy lên các bạn ạ. Đèn chưa thấy lên. Có khi nào pin hết không ta? Phải cắm sạc thử xem. Đây mình đã chuẩn bị cái sạc này. Tiếp thử cái main cho các bạn xem. Ôi, cái màn này bị lỗi rồi các bạn ơi. Nó không có lên luôn á. Cái main này đang ok mà cái màn này không lên này. Quả này căng nha. Không lên luôn các bạn ạ. Ôi, cái màn này coi như vứt rồi. Không lên các bạn ơi. À, để mình kiểm tra qua cái màn bên kia xem sao à. Thì cái main này cũng đang sống các bạn ạ. Thấy người bạn kia người ta bảo là đang sống cái main này, nhưng mà còn cái màn thì không biết. Sang qua xem sao. Chứ nói về mấy cái vấn đề mà sửa chữa mấy cái loại cái main này các bạn này, sửa chữa mấy cái main này khá là phức tạp à. Đấy, linh kiện này nó rất là nhỏ cho nên là cái việc mà thay thế linh kiện đó rất là khó luôn. Đấy, đòi hỏi là phải có một cái kỹ thuật hàn, phải điêu luyện mới hàn được những cái con linh kiện như này, nó quá nhỏ. Nhưng mình có main sẵn này. Đấy, mình sang qua sang lại ha. Chứ ngồi mà hàn mà thay thế mấy con linh kiện này mất thời gian lắm các bạn. Đấy, video của mình cũng đã gần 10 phút rồi các bạn. Đấy, mà mới chỉ có chia sẻ các bạn được một chút của cái vấn đề thôi ha. Chứ chưa có nói đến cái việc mà sửa chữa thôi, mới chỉ đo thôi đó, mà nó mất khá nhiều thời gian đấy các bạn. Để mình sang qua bên này xem qua cái mền này, cái màn này nó còn sống hay không à. Con sống mà sữa không thấy lên trời. Để coi kiểm tra xem sao này. Này nó thiết kế khá là kỹ cho nên là mọi chi tiết là phải chính xác tuyệt đối thì nó mới lên được.
các góc cạnh nó thiết kế cũng khá là đẹp đó các bạn ạ. Con này sử dụng để nghe gọi, xem phim, nghe nhạc cũng khá là ok, nhìn cũng rất là đẹp. Không biết lên hay không à, hy vọng nó lên. Cái màn này nhìn cũng còn khá là đẹp các bạn ạ. Ồ, lên rồi các bạn này. Ồ, vậy là cái màn lúc nãy có vấn đề ha. Còn cái màn này lên này. Đấy các bạn thấy không? Đấy. BlackBerry đẹp tuyệt vời. Con này không biết ngon hay không đây. Ồ, cái màn này bị lỗi các bạn ơi. Màn này bị lỗi màn một chấm này này. Đấy. Không biết cảm ứng được hay không nữa. Màn lỗi nhưng mà main còn sống ha, khá là ok này. Đấy. Thì mình sẽ lát nữa mình sẽ sau video này thì mình sẽ kiểm tra cái màn này. Coi màn này có ok không thì mình sẽ sang qua lấy cái màn này rồi lấy cái cảm ứng của cái này đắp qua đây ha. Đấy, làm thành một cái máy hoàn chỉnh cho các bạn xem. Cái con BlackBerry Z10 này khá là đẹp. Đấy. Với những cái loại điện thoại mà có cái linh kiện nó nhỏ như thế các bạn này, chúng ta không nên sửa chữa ha. Nếu mà không có chuyên môn, bởi vì linh kiện khá là nhỏ, với lại đòi hỏi kỹ thuật hàn cũng phải là khá điêu luyện đó các bạn. Việc mà chúng ta hay vập hoặc là mày mò vào đấy ha, thì nó có thể là ảnh hưởng sữa lành thành què các bạn ạ. Cho nên là mình khuyên các bạn là với những cái con mà có linh kiện nhỏ như thế này các bạn này, thì không nên sửa ha. Chúng ta chỉ có việc sàng linh kiện hoặc là sàng cái main thôi qua thôi. Chứ mà sửa thì khá là phức tạp đấy các bạn ạ. Đấy, giờ lên này, thấy không? Con BlackBerry Z10 ha. Đấy, nhìn cũng đẹp phết. Ôi, có cả Zalo luôn các bạn ơi. Màn cũng nét căng nữa ha. Đấy. Ui, nó đang bị không có sim. À, chưa bỏ sim à. Có cái nút wifi luôn này. Cũng đẹp phết, đẹp phết các bạn. Có Google Chrome này, Zalo luôn ha. Được, con này được đấy các bạn. Để mình sẽ sang qua cái main này được ha. Sang qua làm cái con máy phụ. Đấy, để xem phim nghe nhạc cho cái bạn kia ha. Đấy, đẹp phết. Mà nó bị một miếng này thôi. Không sao, cũng cảm ứng được, khá ok. Đấy, tuyệt vời. Vậy là cái main này còn sống, cái màn này còn ok ha. Đó, mình sẽ sang qua cái máy này. Đấy. Chứ sửa mấy cái main này phức tạp lắm các bạn ơi. Không sửa được đâu, không sửa nổi luôn á. Linh kiện nó quá nhỏ. Hoặc là nếu mà biết được lỗi đó thì mình thay tìm kiếm linh kiện cũng khá là vất vả các bạn ạ. À, cho nên là mình sẽ sang qua luôn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như là nhấn chuông thông báo để xem những video tiếp theo ha. Mình trên kênh của mình là ít sửa chữa lắm các bạn, chủ yếu là sáng chế đồ ha. Ở video sau thì mình sẽ sáng chế một cái số cái món đồ cho các bạn xem. Còn video này thì mình chủ yếu là lấy tương tác ha. Lâu ngày quá thì mời các bạn đăng ký lại ủng hộ kênh mình các bạn nha. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo ha.